Đây ạ, các bác đang hỏi máy lọc không khí và máy hút ẩm. Cái khí hậu với một cái khí hậu nó khắc nghiệt như thế này thì và bây giờ nhà các bác đã chuẩn bị là có những thời điểm, có những địa điểm đang hấp hết mồ hôi rồi. Nồm này, mốc hết tường nhà, mở tủ quần áo ra mốc hết. Không khí thì rất là độc hại rồi. Và các bác là không khí độc hại rồi. Ngoài cái không khí ở môi trường do công nghiệp ra thì rồi thuốc lá rồi khói xăng dầu đủ kiểu không thiếu, nên là bên em chỉ bán hàng bãi đi. Tại sao là hàng bãi? Thật ra là hàng trong nước, hàng mới cũng có, nhưng mà có những công ty, có những hãng thì người ta quản lý hoặc là người ta chú trọng đến cái độ an toàn, nhưng mà là cái tiêu chuẩn của y tế nó rất là tốt, nhưng có một số thì họ chưa làm được tốt, nên là đa số là hàng bãi thì là hàng bãi thì chắc chắn là bên họ là quản lý tốt rồi, nên mình không phải lo nữa, mình mua hàng bãi được, dùng cho nó hợp lý. Nên bên em thì đa số hàng bãi thôi. À đây, có đây là hút ẩm bác nhé. Dòng hút ẩm này thì nó lại có những chức năng là hút ẩm này, là không khí này, sấy quần áo, ion, nói chung là có hết cả hút ẩm. Đấy, đây, cả sấy quần áo luôn. Đối với những chiếc máy như thế này, bác chú ý nhé, đối với những chiếc máy như thế này thì các bác về các bác chỉ cần ở đây nút on ẩm thôi. Bác bật on ở full nên nó tự động thôi. Tự động đấy, còn bác chọn các chế độ như là sấy hay chạy ion hay như nào thì bác chọn thêm các chế độ ở ngoài hoặc hẹn giờ tùy, còn đâu đa số là nó tự động làm việc. Ngoài ra thì các bác đây, nước khi nào nó đầy khay nước này, nó đầy khay nước này thì tương ứng với cái phao này nó sẽ nổi lên, phao nổi lên thì nó sẽ ngắt cái le đây là máy nó sẽ dừng, bác phải đổ nước đi thì nó lại tiếp tục hoạt động. Đấy, con này chưa vệ sinh hộp đâu, vệ sinh xong nó trong vắt luôn, nói chung đã vệ sinh là sạch sẽ hết. Đấy, hàng này là hàng Nhật bác nhá. Thế nào, hàng này là xuất châu Âu, con Winphone xuất châu Âu bác nhá, model SS206 với kép 10,7 kg con này. Chưa, dòng này thì không phải là suốt ngày nó chạy bác nhá. Dòng này chạy bằng lốc này, lốc đồng hết, tất cả những dòng này không phải suốt ngày nó chạy. Tại sao nhiều bác xe hàng bãi các bác biết rồi đấy, các bác không mua hàng mới bây giờ mới đâu. Đa số các bác mua đời nó sẽ từ 2021, 2020 trở về trước. Gần về đây thì đa số những dòng máy hút ẩm cũng như là tủ lạnh mới bây giờ họ đã sang gọi là thị trường hóa rồi, để cho làm sao cái mức kinh tế đưa vào nó sản xuất nó rẻ đi để đáp ứng cái nhu cầu của mình là cũng muốn ngon bổ rẻ đấy. Nên là đa số cái ốc lốc của nó đa số là làm bằng lốc lốc nhôm rồi, không còn lốc đồng nữa nhé. Nhưng những dòng này là lốc đồng hết. Thôi nói qua đi, nói nhiều có bác lại lan man. Bác nào không thích thì tua đi. Còn sau đây con này bác nhé. Con này với con này đều là Winpool. Con này xếp số thứ tư là số 1, giá 2 triệu 6, 2 triệu 6. Tất cả hàng em đều bao tình trạng hoạt động tốt hết nhé. Rất là nặng. Tình trạng hoạt động tốt, số 1 2 triệu 6 nhé. Sang con Winpool số 2 này cũng vậy. Con này số 2 2 triệu 3. Con này Winpole model SS209. Đấy. 209P. Còn con này là SS206 với kép. Đây, khay đựng nước của nó đây vậy. Nó đều có cái phao này này. Khi nước đầy thì cái phao nó sẽ nổi thì nó sẽ tự ngắt lên, đấy. Đều có chức năng bác nhá, bác nhìn này. Hút ẩm, phơi quần áo. Đây, phơi quần áo này, hút ẩm này. Thấy bác nhớ. Là không khí này, là không khí này, phơi quần áo này, hút ẩm này. Nói chung là có đủ các chức năng, các bạn chọn chế độ hẹn giờ nắm hết đây rồi. Đấy, con này số 2, 2 triệu 3. Máy hút ẩm. Tiếp tục sang đến con này, đó là con lọc không khí Daikin. Thì lọc không khí Daikin này nó có chế độ là lọc không khí này, vừa lọc không khí. Con này lại có lọc không khí và bùa. Thì tại sao lại có dùng đến từ bùa? Là vào cái môi trường bây giờ thì có một số cái điều hòa, nó chưa có những cái chế độ làm sao như là khi nó hút nó bù được cái chế độ ẩm trong phòng đấy, thành ra có nhiều bác là ngủ những cái điều hòa nó kém chất lượng, là bác dậy bác cứ bị khô cổ. Thì con này nó sẽ làm cái nhiệm vụ nhá, lọc không khí cho bác và bù ẩm. Đây, cái bình bù ẩm đây ạ. Đây là cái bình bù ẩm. Khi các bác có thể kiểm tra nhìn cái mức nước đây nhá. Mức nước nó sẽ lên đây. À, một tháng bác kiểm tra hoặc 2 3 tháng bác kiểm tra một lần tùy theo cái lượng bác nắm ở trong cái phòng của bác là nó bị khô hanh hay là nó bị thiếu ẩm hay không, thì nó sẽ thông thường nó sẽ báo thường xuyên như vậy. Thì bác sẽ mở cái nắp này ra, bác đổ nước đầy vào đây cho em, xong lại thả vào đây y như vậy.
Thả đây như vậy, thấy chưa? Con này là con buồm. Nếu như bác nào đang dùng con điều hòa Nhật nữa thì con này có điều hòa Nhật, nhiều con nó tự nhận biết với nhau nhé. Khi con điều hòa Nhật nó buồm thì con này sẽ không bù nữa, và khi con này bù thì con điều hòa Nhật nó sẽ không. Đấy, con điều hòa Nhật xịn ấy, trong nhà em, trong phòng nhà em có một con, nó hình hiện bé này. Khi các bác bật con này bù ẩm hoặc bật chế độ lọc không khí cao cấp ấy, thì tự nhiên con điều hòa kia nó tự nhiên nó nhận biết với nhau ấy. Nó chỉ để một con làm việc, một chức năng, nó rất là hay. Đấy, đây con Daikin mới nhá. Con Daikin này màu tím, số 3. Số 3 giá cho các bác là 1.900.000. 1.900.000 thôi nhá. Về các bác chú ý hộ em là hai cái nút này này. Cái này mà nó đi mà nó chỉ hở ấy. Nó hở cái này ra là nó không đóng điện đâu. Đấy. Nói chung là hàng thì về các bác chỉ sẵn dùng thôi. Hàng này các bác chỉ sẵn dùng thôi. Nên cũng không nhất thiết là phải có. Còn cái mặt bên ngoài này thì vệ sinh không tránh được nhá. 1.900.000 so với năm ngoái năm kia thì phải nói luôn là nó rẻ tiền triệu rồi. Đấy, 1.900.000. Được chưa? Con này nữa này, sang đến con này, con sáp này. À, con sáp này là giá 1.600.000. 1.600.000. Thì báo cáo các bác là con sáp này nó cũng size to như con này. Thương hiệu sáp, con này đồng hồ số mặt số xanh đây. Con này có ion plasma, có tất, nó chúng tóm lại là hai con này chả khác nhau. Và dòng sáp này cũng được người Việt Nam mình đón nhận rất là nhiều. Rất nhiều người dùng dòng này luôn ấy. Rất nhiều người dùng chứ không phải ít bác, cực kỳ nhiều luôn. Đấy, dòng sáp này, đây là cửa hất ra này, đây là một cửa hất này, một cửa hất đây. Đây còn đằng này là hút vào. Con sáp này cũng có chế độ bù ẩm y như con này luôn. Không khác gì cả, đây ạ. Nó đều có chế độ bù ẩm như nhau tất nhá, như con Daikin kia luôn. Đây, chế độ bù ẩm, cái này chưa vệ sinh bác nhá, đây. Lau cái nó sạch luôn. Đây là những nước này, đây vệ sinh này, bác nhìn này. Bác nhìn nhá. Bác nhìn này. Này, lau cái nó hết luôn, thấy chưa? Hết chưa? Đấy, em sẽ lau cho nó sạch cho các bác, chứ không đến lúc các bác lại bảo ôi tại sao thế nhá. Lau cái sạch luôn. Đấy. Không, cứ phải thế nó rõ. Đây bác nhìn này, cứ nhìn này. Nhìn này. Đấy, đấy, hết luôn. Cho nó rõ nhá. Đấy, mình chỉ lau cái nó sạch tưng thôi. Đấy, con sáp này số thứ tự là số 4, giá 1.600.000. Đấy, còn sang tiếp tục với lại con Daikin số 5 này là giá 1.800.000. Con này 1.800.000. Con màu tím này là 1.900.000. Hai con này đều giống hệt như nhau nên không cần giới thiệu nhiều nữa. Đều model Daikin, size như nhau, chức năng giống hệt nhau, không khác gì cả. Mức giá con này 1.800.000, con màu tím này là 1.900.000. Đấy, chắc nó chênh nhau cái màu, nó tối hơn một chút, nó sạch hơn một chút. Đấy, thế thôi. Còn về mọi cái là như nhau. 1.800.000. Con số 5 là 1.800.000 ạ. Bác nào có nhu cầu liên hệ với em theo số điện thoại là 0911 169 961 ạ. Chào các bác.